chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bài tập thiết kế một cái logo và một cái poster kêu gọi giờ trái đất Earth Hour. Logo của giờ trái đất là, các bạn thấy logo là số 60 và có dấu cộng. Số 60 có nghĩa là kêu gọi tắt đèn trong 1 giờ đồng hồ, và dấu cộng có nghĩa là không dừng lại ở 60 phút mà có thể là hơn thế nữa. Thì giờ trái đất tên tiếng Anh đó là Earth Hour, là một sự kiện quốc tế hàng năm do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên. Cái quỹ này tên tiếng Anh là World Wildlife, khuyên các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không cần dùng tới để bảo vệ trái đất trong vòng 60 phút, là từ 8:30 đến 9:30 tối ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Bắt đầu là năm 2007 ở Sydney, số người tham gia là 2 triệu người. Thì tới ngày hôm nay thì năm 2015 là ngày 28 tháng 3, các bạn cứ tính là ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm. Thì ở đây các bạn thấy là nó có nhiều cái poster và nhiều ý tưởng khác nhau. Ví dụ như ở đây là cây kem, khi không dùng đến điện thì cây kem nó chảy ra, một ý tưởng rất là hay. Có rất nhiều mùa. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm một cái hình trái đất. Các bạn tự do chọn lựa. Chúng ta sẽ tìm hình trái đất. Thì thường là theo quy chuẩn thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái logo của nhưng mà để hướng dẫn các bạn làm cái hiệu ứng được như cái số 60 cộng này nè, thì chúng ta sẽ làm như sau. Thì chúng ta sẽ tìm hình trái đất, các bạn hãy tự do chọn lựa. Tiếp theo, để thiết kế cái poster chúng ta tìm luôn cái từ khóa là galaxy, nghĩa là lòng trái đất của chúng ta vào. Và chúng ta sẽ tìm thêm từ khóa là bubble. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu thực hiện. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đa hình trái đất xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ gõ số vào. Các bạn sẽ lựa chọn phông chữ tùy ý để chúng ta thực hành. Chúng ta vẫn dùng cái logo chính xác của cái giờ trái đất Earth Hour. Đây là mình chỉ hướng dẫn các bạn cách cho ra hiệu ứng như vậy. Không đúng hoàn toàn cái logo của mình đó. Chúng ta sẽ gõ số 60. Sau đó chúng ta control, nhấn giữ control, click vào cái layer này để lấy cái bình chọn. Chúng ta sẽ tắt lớp này đi, giữ nguyên cái bình chọn này và chúng ta click dưới cái lớp hình trái đất. Control G để tạo cái lớp mới. Chúng ta vừa tạo được cái lớp 60 lấy từ cái hình trái đất. Để tạo hiệu ứng giờ trái đất, chúng ta click chuột phải vào Blending Option. Chúng ta sẽ chọn là Bevel Import. Cảm thấy hiệu ứng nó ra. Chúng ta sẽ click vào đây để hiệu chỉnh. Chúng ta sẽ chỉnh cho phù hợp. Bạn thấy không, chỉ với những bước đơn giản thì chúng ta có thể tạo được hiệu ứng cái chữ rất là sắc sảo, rất là đẹp. Chúng ta vừa tạo được cái hiệu ứng 60 giờ trái đất. Để làm
làm dấu cộng thì chúng ta cũng làm tương tự. Chúng ta gọi dấu cộng. Cũng giữ control, nhấn phím control giữ và click vào cái layer. Lấy cái vùng chọn. Chúng ta sẽ chọn lớp trái đất này nha. Chúng ta cũng control G để nhân cái lớp dấu cộng này lên. Và chúng ta click chuột phải và kẹp phép này nè. Chúng ta copy layer style. Chúng ta lấy được cái thừa hưởng, cái tính, cái thuộc tính ta vừa quy định ở số 60 này. Và chúng ta paste layer style vào dấu cộng này. Với những bước đơn giản chúng ta vừa tạo được cái dạng trái đất 60 cộng. Và tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ bước qua thiết kế cái poster giờ trái đất thành nó. Gõ từ khóa logo HRBNG ngay được cái logo. Chúng ta thiết kế thì cái logo này các bạn thấy là cái đất và số 60 đều giống nhau, thì đây là quy định chuẩn chung nên chúng ta sẽ dùng cái logo này để thiết kế. Chúng ta sẽ tìm một cái hình như thế này, chúng ta sẽ xoay. Đưa cái logo về trái đất vào. Ở đây chúng ta sẽ dùng lại trái đất của chúng ta. Click vào màu đen. Ctrl Shift E. Shift E để import lại và copy trái đất của trên C. Chúng ta copy bát ra. Click chuột phải, landing option, auto glow, chọn màu. Các bạn auto glow thì mặc định là tạo cái vùng tỏa sáng, thì bây giờ chúng ta sẽ tạo cái vùng màu xanh opacity. Sau đó chúng ta sẽ gõ dòng test turn off vào. Chúng ta sẽ mở thước để chúng ta canh giữa cho nó dễ, cái poster chúng ta nó sẽ đều hơn. Tùy các bạn sẽ tùy theo cái tư duy và cái idea của các bạn để thiết kế riêng poster cho riêng mình.
Thì đây là cái đại loại các bước như thế thôi. Thì chúc các bạn là